giờ là món gà về hấp nước mắm của đầu bếp Bành Nhân Cuộc ra. Bành đổi họ nữa, bữa nay đổi họ thay tên nữa. Quá trời hấp dẫn luôn à, anh em ơi. Nè, để quay cuộc làm gà hấp nước mắm dễ, dễ gà thôi. Gà hấp nước mắm giới thiệu con gà coi, đưa con gà cho khán giả người ta coi coi. Từ chưa chọn đã đùn đổ đầu bếp nè, ghê chưa, chắc ở đó đó. Mà gà này làm có gia vị là gì anh đầu bếp? Đường tọt nước mắm miếng tỏi, nãy làm bầm mắm rồi đường tỏi rồi cái dục bỏ luôn hả? Đó, vô tỏi nhiều nào thơm thấy quậy tay chơi tay không gì luôn đó các bạn ơi. Ai dám ăn 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 không liếm luôn mà má cái đó nè con cà sấu. Trời ơi ăn ngủ ăn cái này chết thử tao mới bỏ gai ở con bếp quay hoài đó chiếc em quay. Nhạc lên cho nó có giai điệu âm thanh rồi xíu đi. Massage, massage cho con gà này cứ thấm vô. Còn đây là gà luộc luộc xả nữa nè. Ê muốn khô cô nhớ nướng rồi cụ ơi. Rồi chưa chín đẹp luôn này. Sợ chưa chín á. Dạ, thấy đăng hình hai vợ chồng ở nhà trọ mà nói gì quê vậy. Ngon, thơm dòm đẹp không? Đó, đây khán giả uống chị tin không à. Đấy nè. Tin chạy trí. Trong lúc chờ đợi uống chị tin trước. Giờ con gà luộc nó chín trước, mình vớt con gà luộc trước. Rồi tấm thớt đâu? Thua rồi. Đó. Để dưới đó luôn hỏi tấm thớt đâu trời. Quán luôn rồi. Coi cái đít nó nè. Coi cái đít nó nè anh em ơi, lầm không? Hồ cầu của tao nghe. Ui. Ui. Gà gà chết. Gấp hồi luôn kìa. Gà gà gấp hồi luôn. Có đường ăn ăn cái này có đã nè. Chậm vô ha. Ơi. Em tao coi sao. Vô cắn cái, cắn hết luôn. Ủa nữa. Không kịp rồi mà. Để mới biết thử hết ngon. Chào anh. Banh cái đít ta luôn rồi. Béo đã. Cái đít nó sao? Béo đã. Lòng nha. Mà mày luôn. Thôi được rồi. Ăn cái này hầu như là càng với của biển gã nó ra đầu món nè. Các kè trăm thiên ngàn ăn vậy. Rồi. Không, Hà Lan. Gà này bán rẻ lắm nha anh em. Con có 90 ngàn à. Dịch che. Con mặn gì cũng sống á. Giờ là món gà về hấp nước mắm của đầu bếp Bành Nhân Cuộc ra. Bành hả? Ui, quẹo Bành nữa. Đổi họ nữa, bữa nay đổi họ thay tên nữa. Quá trời hấp dẫn luôn à, anh em ơi. Nè, có cái bông câu của nó nè. Mâm nãy ấy giờ cũng hoành tráng ở đây. Gà luộc, xả. Cuộc lên kiếm ông kìa. Gà cuộc lên kiếm ông kìa. Chiên nó ủa hấp nước mắm. Để qua chơi ca. Chú Vũ. Hỏi lên kiếm ông luôn kìa. Ủa làm gì lon vậy chú Vũ? Con cuộn nữa nè. Đầu bếp mới đó. Hỏi gì vậy hả?
mới ở đây qua kia về hả?